Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang quan tâm theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Organ. Ở trong video hướng dẫn sử dụng đàn organ ngày hôm nay, tôi giới thiệu tới quý vị một cái phần rất là hay mà có thể nhiều quý vị còn chưa biết cách làm, mà quý vị đang thắc mắc mà chưa biết tìm kiếm ở đâu cách hướng dẫn, thì trong video này của Tuấn Lưu Organ sẽ có điều đó. Đó là quý vị có những cái bài nhạc, bài song dạng định dạng là MIDI mà quý vị đã cóp sẵn ở trong USB, bây giờ quý vị muốn cóp vào trong đàn để cho nó chạy và lưu ở trong đàn thì bằng cách nào? Ở đây nói về là những bài song có định dạng MIDI quý vị nhé, chứ không phải là song ở đuôi Wave hay đuôi MP3. Thì cái định dạng MIDI thì nó rất là nhẹ, nó là định dạng số, cho nên là quý vị có thể cóp vài trăm bài vào trong đàn, nó cũng chỉ chiếm vài mê thôi, không có nhiều, không mất nhiều dung lượng. Và hôm nay tôi hướng dẫn ở trên cái đàn dòng đàn SX700 và SX900 giúp quý vị có thể làm được. Cách làm như sau: quý vị cắm cái USB vào trong đàn, USB có nội dung là các bài song MIDI. Quý vị chọn vào cái phần play này. Đấy, sau đó quý vị chọn vào cái phần MIDI, phần song này, MIDI bên này này. Chứ bên này là MP3 hoặc là Wave nhé, audio nhé, MIDI bên này. Sau đó quý vị chọn vào USB. Trong cái USB của quý vị cất nó ở chỗ nào? Ví dụ ở đây trong USB của tôi những cái USB mà cóp tặng cho quý vị khi quý vị mua đàn, bao giờ cũng có một USB có rất nhiều dữ liệu, trong đó có phần song này, nhạc song MIDI, trong này rất nhiều đĩa, hoặc là trong này. Bây giờ ví dụ mở cái đĩa này, đây, các cái bài song này, bài song MIDI này thì nó hay lắm quý vị, nó có nhiều bài nó rất là hay. Tôi mở cho quý vị nghe, ví dụ bài này chẳng hạn này, play này. Đó. Stop này, muốn mở bài khác, ví dụ bài nhạc Trung Quốc chẳng hạn này. Ví dụ như thế quý vị nhé, sau khi quý vị nghe xong. Đây là định dạng song MIDI này. Bây giờ tôi muốn copy, ví dụ copy cái bài Latin này chẳng hạn này. Copy từ trong cái USB, đây là đang USB quý vị nhé. USB 1 này vào trong cái user này. User ở đang trống không có gì, user có nghĩa là nằm trong đàn mà chúng ta không cần cắm USB nó vẫn có. Thì chúng ta sẽ mở song này. Ví dụ tôi muốn có cái bài này thì tôi ấn vào cái file này. File. Sau đó ấn nút copy. Sau đó ở đây ấn tiếp copy. Sau đó ở đây ấn vào nút user trên cùng. Đấy, và ở đây sẽ ấn vào nút copy here để nó nhả ra. Như vậy bài song nó nằm ở đây rồi. Bây giờ rút USB ra cũng vẫn có song nằm ở đây, vì nó không nằm trong USB nữa. Quý vị hình dung chưa ạ? Đấy, cách copy là như vậy. Tôi làm lại nhé, tôi copy lại bài khác nhé. Vào USB này, vào nhạc song MIDI này, vào song này, song cổ điển chẳng hạn này, thư gửi Ellie này, play này. Ví dụ thế, ok. Bây giờ tôi copy bài này, ấn vào file, chọn copy, copy ở đây ấn sang user, và lúc này sẽ là cancel new folder copy here, ta ấn copy here nó sẽ nhả ra ở đây. Như vậy trong user chúng ta bây giờ có hai bài đó, không cần mở USB, nó đã nằm ở đây rồi, được chưa ạ? Trên đây là tôi hướng dẫn quý vị một cái tính năng, cái cách để copy cái dữ liệu từ bên ngoài vào mà có thể nhiều quý vị còn chưa biết, đang vướng mắc. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho những quý vị đang cần tìm kiếm cái thông tin này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Organ.